Ok, xin mời Trung. Dạ, chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị em đang trên diễn đàn. Đầu tiên em muốn nói đến đó là em nhắc lại một chút về cái vấn đề mà Việt Nam mình bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc. Khi mà chúng ta bỏ phiếu trắng, cho đến ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều người vẫn còn tiếp tục đưa ra cái câu chuyện, và đặc biệt là những cái thành phần nguội và những cái thành phần bên kia thế giới vẫn vin vào đó để xuyên tạc về đất nước chúng ta. Thế nhưng mà em muốn chia sẻ, bởi vì là bức xúc thì cũng bức xúc thật, nhưng mà cũng rất là thông cảm, bởi vì cũng có nhiều người người ta nhận thức còn hạn chế. Thì thôi anh em mình, cái công tác giáo dục mà, nói là theo như kiểu người ta nói, công tác giáo dục thì nó phải uốn nắn từ từ. Giống kiểu cháu nó học mẫu giáo ấy, mình không thể dạy ngay cái chương trình lớp 1, lớp 2 được, mà cũng phải từ từ. Thì cũng cần phải có cái Lộ trình nói đó. để cho các anh ấy hiểu rõ hơn. Dạ, hiểu rõ hơn. Bây giờ các anh này là các anh ấy, thực sự không biết là các anh ấy thiểu năng hay về trí tuệ, hay là các anh kém hiểu biết, hay là các anh ấy cố tình, thì mình cũng không không muốn nói đến. Thế nhưng mà em muốn nhấn mạnh ở đây là những ông này ấy, là ông không có tìm hiểu hay là không biết, thì nói để cho các ông biết là như thế này. Nghị quyết của Liên Hợp Quốc đưa ra và luật chơi của Liên Hợp Quốc đã quy định rất rõ, đó là một trong năm thành viên ủy viên thường trực của Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu chống, thì cái nghị quyết đó nó không có tác dụng và không thể đi vào thực tiễn, có nghĩa là không có hiệu lực để thi hành. Các anh nên nhớ một điều như thế. Thế nên là khi Liên Hợp Quốc người ta đưa ra một nghị quyết thì người ta chắc chắn sẽ biết là Nga sẽ phủ quyết, bởi vì Nga là một trong năm thành ủy viên thường trực của Liên Hợp Quốc, thì cái nghị quyết đó nó không có giá trị gì cả. Thế nên các anh phải nhớ như vậy. Cũng giống như trước đây, khi mà Liên Hợp Quốc bỏ phiếu để lên án Mỹ về vấn đề cấm vận Cuba, thì Mỹ là một trong năm thành viên thường trực của Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu chống, thì cái nghị quyết đó nó cũng không tác dụng, và Cuba đến ngày hôm nay vẫn bị cấm vận. Nói như vậy để các anh hiểu Đúng thôi rồi. này. Cái vấn đề Việt Nam bỏ phiếu nhé, Việt Nam bỏ phiếu, mình nói nó hơi hơi dân dã một tí cho dễ hiểu này, không riêng gì Việt Nam, mà trừ năm thành viên thường trực của Ủy ban Liên Hợp Quốc ra đấy, năm thành viên ủy viên thường trực đấy, trừ năm thành viên nó ra mình không đề cập đến. Còn tất cả các nước khác trên thế giới các anh bỏ phiếu thuận, mà chỉ cần một cái thành viên người ta bỏ phiếu chống thì cái nghị quyết đó nó cũng không có tác dụng. Các anh phải hiểu như thế. Thế nên là gì? Thế nên là Việt Nam bỏ phiếu trắng tại Liên Hợp Quốc là hoàn toàn dễ hiểu, với đường lối chính sách ngoại giao của chúng ta đã lựa chọn và theo tiêu chí 4.0 của sách trắng quốc phòng 2019 Việt Nam đã nêu rất rõ cái vấn đề này. Và cũng phải hiểu về quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Ukraine từ thời lịch sử trước đây cho đến hiện tại bây giờ vẫn là như thế, không có gì là thay đổi. Đấy, các anh phải nên nhớ một điều như vậy. Và các anh cũng nên nhớ này, nếu mà nói về can thiệp quân sự hoặc là xâm lược một quốc gia khác, thì chúng ta nhớ lại một chút, theo như thống kê mà em có cái hình ở đây, nhưng mà nó buổi tối cũng không đưa lên được, thì có gì mai em sẽ đăng lên cho mọi người xem. Thì từ năm 1945 đến nay, đúng không ạ? Từ năm 1945 đến nay thì Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ là đã can thiệp vào khoảng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, dù ít hay nhiều, liên quan đến vấn đề về quân sự. Cái này ngày mai em sẽ đăng lên trang, chứ mình nói mà nó không có bằng chứng thì nó cũng không thuyết phục. Nó khoảng 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, ít hay nhiều đều có bàn tay của Mỹ ở trong đó. Nha, đó là vấn đề thứ hai về can thiệp quân sự. Về vấn đề thứ ba, nói để thông não cho mấy anh này luôn. Nếu mà nói về xâm lược thì định nghĩa về xâm lược chắc các anh chưa chưa biết, chưa thuộc, và thậm chí là chưa nghiên cứu, chưa đọc. Thế nhưng mà hiện nay giữa cuộc chiến xung đột giữa Nga và Ukraine, thì tất cả các vùng Nga đã chiếm hoặc bao vây được, thì Nga không có hạ cờ của Ukraine xuống để cắm cờ của Nga lên nhé, là một. Thứ hai nữa là chính quyền đó vẫn do
những cái người lãnh đạo ở các cái tỉnh thành phố đó, người ta trực tiếp quản lý giải quyết công việc, còn lính Nga chỉ phụ trách về vấn đề an ninh trật tự thôi. Nên mọi người phải nhớ đấy, đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai ấy, là rất là buồn cười, thậm chí là em thấy là có cái gì đấy, có thể là có cả những người lớn tuổi, nhưng mà có lẽ các cô các chú ấy có lẽ là tuổi già rồi, thế nên là có một phần nào đó nó bị giống kiểu mà cái bộ máy hoạt động của não nó có cái Có vấn đề. nó không còn minh mẫn, nó không còn minh mẫn nữa. Nó không còn minh mẫn. Tại sao em nói như vậy? À, đơn giản như thế này thôi, chúng ta nhắc lại một chút về cuộc chiến của Mỹ Mỹ và các nước khi tham gia xâm lược Iraq. Thì trong đó là chủ yếu là quân đội Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Đấy, khoảng chiếm khoảng 98% quân lực tham gia cái cuộc tiến công Iraq năm 2003. Còn lại là các nước khác cũng tương đối là nhiều. Để mà lật đổ Tổng thống Saddam Hussein với lý do là ông ta là chế độ độc tài, giết người hàng loạt, rồi là sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, rồi là tài trợ khủng bố Al-Qaeda, vân vân cả. Có nghĩa là các ông mới đưa ra rất nhiều các lý do để các ông tiến hành chiến tranh xâm lược Iraq. Mà cái thông tin từ đâu ra? Đó là thông tin tình báo từ Mỹ cung cấp và do chính truyền thông Mỹ nói ra. Và cái truyền thông Mỹ như thế nào thì tí nữa em sẽ nói ở phần sau. Thế nhưng mà cái truyền thông Mỹ thì qua cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì chúng ta hiểu là cái truyền thông Mỹ người ta nguy hiểm như thế nào, đúng không ạ? Dẫn dắt dư luận như thế nào chúng ta biết rồi. Thì cái cuộc tấn công vào Iraq năm 2003 này với một số lý do em vừa nêu như vậy, thì sau khi kết thúc cuộc chiến đánh tan đàn xẻ nghé, đánh tan nát cái đất nước Iraq, thậm chí là săn lùng và giết luôn cả cái ông Saddam Hussein, là lãnh đạo của một quốc gia có độc lập, có chủ quyền, có toàn vẹn lãnh thổ ngày đó. Thế nhưng mà cũng đánh cho là có nghĩa là đất nước tan hoang, đúng không? Mà và cái số lượng thống kê về số người chết ấy, là nó vào khoảng tầm 100.000 người dân vô tội đã bị chết vì bom đạn, khoảng 100.000 người. Đó là theo thống kê gọi là chưa đầy đủ. Thì cái sinh mạng của người dân Iraq ở đây, người ta vô chết một cách vô cớ như vậy thì ai là người chịu trách nhiệm? Và sau khi kết thúc cuộc chiến thì đến 2015, thủ tướng Anh ngày đó là ông Tony Blair đã trong cái cuộc phỏng vấn với CNN đã thừa nhận là các báo cáo về sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Iraq là sai. Tuy nhiên, ông cho rằng lật đổ Saddam Hussein là việc làm cần thiết và để giữ gìn, để đảm bảo hòa bình thế giới và an ninh cho đất nước của chúng ta, nghĩa là nước Anh ấy. Thế thì ngày hôm nay, đúng ạ, một đất nước có chủ quyền, có lãnh đạo, có độc lập chủ quyền, có lãnh đạo, mà các anh mà lãnh đạo thì cũng là do ai bầu, cũng như ông Zelensky thôi, cũng là do dân bầu. Đấy. Thế thì các anh vào, các anh bắn giết phá cướp đất nước người ta, giết lãnh đạo người ta, thì các anh cho rằng là một là thông tin tình báo sai, thứ hai nữa là để đảm bảo cho hòa bình thế giới và an ninh cho đất nước của các anh. Thì cái việc Nga người ta đánh Ukraine ngày hôm nay người ta cũng lấy lý do y như vậy, thì các anh phản đối người ta cái gì? Đúng không ạ? Dĩ nhiên em không ủng hộ cuộc chiến, em không ủng hộ một bất kỳ một cuộc chiến nào cả, bởi vì ít nhiều thì chúng ta phải nên nhớ là tất cả các đất nước người ta đều có độc lập chủ quyền người ta, và lãnh đạo người ta được bầu lên là do dân bầu. Bây giờ có gian lận hay không gian lận, chúng ta không có bằng chứng nào chúng ta nói, kể cả ở Mỹ cũng thế, các anh cũng Đúng gào rồi. thét lên là bầu cử bị gian lận, đúng không ạ? Ngay cả ở Mỹ các anh cũng gào lên là bầu cử bị gian lận. Thì cái việc ở nước khác, cái phe đối lập người ta nói là gian lận, nó cũng là chuyện bình thường, không có gì để bàn cãi cả. Thế nhưng các anh đi đánh tan hoang của một nước có độc lập, có chủ quyền và bắn giết lãnh đạo quốc gia người ta, xong các anh bảo là để đảm bảo cái hòa bình thế giới và an ninh cho đất nước
của chúng ta, có đất nước của các anh. Thì ngày hôm nay Nga người ta lấy lý do là để bảo đảm an ninh hòa bình thế giới và để đảm bảo an ninh cho nước Nga, người ta đánh Ukraine là hết sức bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì cái lý lẽ là lý lẽ của các anh đưa ra, các anh đã làm trước, đúng không ạ? Và cái đất nước Iraq ngày hôm nay nó tan hoang như thế nào, đúng không ạ? Đến ngày hôm nay nó tan hoang như thế nào thì nó vẫn còn nguyên si như vậy. Nó không thay đổi được bất kỳ cái gì, thậm chí là gì, nó còn đi thụt lùi. Đấy, cuộc sống người dân còn thảm cảnh hơn trước khi mà các anh đem quân mang dân chủ nhân quyền đến cho người ta. Thế cái tội ác chiến tranh đó ai phải chịu? Cái sinh mạng dân thường Iraq đó người ta mất đi, ai chịu trách nhiệm, đúng không ạ? Ai lên án hành vi đó? Đã có bất kỳ một người nào trong hay ngoài nước, sống ở nơi văn minh hay là ở nơi rừng rú, hay là có anh giáo sư tiến sĩ nào lên kêu gọi Mỹ bây giờ, Mỹ và NATO, các nước có liên quan ấy, đền bù chiến tranh cho người dân ở Iraq chưa? Hay là lại như ở Afghanistan, các anh đánh đất nước người ta tan hoang xong, bây giờ tiền của đất nước người ta thì các anh giải ngân đi, các anh đi ủng hộ cái người ở trong nước của các anh. Đó là cái lý lẽ gì vậy? Đúng không ạ? Có nghĩa là con người thì chúng ta nói rồi, con người có cả kho lý do, mà lý do nào thì cũng đúng cả, bởi vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Thế nhưng cái lý do để thuyết phục được thế giới, thuyết phục thế giới thì nó không có lý do nào có thể thuyết phục được toàn thế giới này cả. Bởi vì bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, đúng không ạ? Ngay cả cả trong một quốc gia thôi cũng đã, các anh thôi cũng đã có những cái phe đối lập, mà ngay cả một đất nước mà đơn đảng như ở Việt Nam cũng có những thành phần là dân chủ cuội. Thì có nghĩa là gì? Không có lý lẽ nào có thể thuyết phục được tất cả. Thế nhưng mà các anh vẫn đưa ra được là tại sao Mỹ đi can thiệp quốc gia khác không ai lên tiếng, mà Nga đi can thiệp thì lại bị lên tiếng. Nó rất một lý lẽ rất đơn giản, đó là các anh á, mà mở mồm ra các anh nói á, thì nó cho các anh lên sao hỏa ở luôn nhá. Bởi vì các anh đã chạy trốn cộng sản sang bên đấy rồi, mà các anh còn phản đối nó nữa thì nó chỉ có đào hố cho các anh trên sao hỏa, các anh lên đấy mà sống. Thế là cái miệng của các anh ấy là bị bịt miệng, không có tự do, không dám nói. Cái đó là cái mà có thể nói là cái nỗi nhục muôn thuở của các anh ấy, từ năm 1975 đến giờ nó vẫn không thay đổi. Thì đáng lẽ ra những cái người ấy, mà có nhận thức ấy, thì phải biết được cái cuộc chiến Nga-Ukraine đã nói rồi về nguyên nhân bản chất bên trong chúng ta không thể biết được. Rồi là cũng có thông tin tình báo là gì? Thông tin tình báo là NATO và Mỹ sẽ đưa quân vào phối hợp với Ukraine để chiếm lại cái vùng Donbass và bán đảo Crimea. Chính vì vậy khi mà tình báo Nga người ta phát hiện được cái nguồn tin đó thì người ta tiến hành, người ta sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt trước khi Mỹ và NATO đưa quân vào Ukraine. Đúng không ạ? Đó là thông tin tình báo. Và thông tin tình báo có thể đúng hoặc có thể sai. Bởi vì tại sao ạ? Ngay cả cái thông tin của Mỹ, thông tin tình báo của Mỹ cũng thế thôi, cũng là sai. Thì cái việc này nó không có gì để chúng ta phải bàn cãi quá nhiều về vấn đề Việt Nam bỏ phiếu trắng. Nếu như một người nhận thức đầy đủ thì phải biết được là cái vấn đề đó nó hết sức bình thường. Bình thường. Lợi ích cốt lõi của quốc gia mới là quan trọng. Và cái bài học liên minh ở Ukraine ngày hôm nay là một ví dụ điển hình. Hay nói xa hơn, đó là tổ tiên cha ông Việt Nam Cộng Hòa của các anh ngày xưa ở miền Nam Việt Nam, nó là một cái ví dụ xương máu mà đến bây giờ các anh còn không nhớ được hay sao mà các anh còn muốn Việt Nam đi liên minh với nước này để chống nước kia. Đúng không ạ? Việc công khai chống một nước khác đó là một cái ngu dốt nhất, khi mà chúng ta phải biết mình là ai, ở vị trí nào. Nếu như giả sử nước Mỹ chỉ là một nước bé như Singapore thôi, dân số như Singapore thôi, kinh tế như Singapore thôi, thì liệu anh có dám đứng ra đảm bảo cho Ukraine là cứ đánh Nga đi rồi có gì anh bảo kê không? Làm gì dám? Người ta phải dựa vào thế, về lực người ta mới dám phát biểu. Đó là một cái nhận thức mà có thể một đứa trẻ con người ta cũng hiểu được. Bởi vì sao? Bởi trẻ con đi học nó còn biết ở cái thằng này nó lớn hơn mình không đánh được nó. Thì thôi làm bạn. Thì nó là dĩ hòa vi quý là tốt nhất. Mà thêm một người bạn bớt một kẻ thù, đó là trẻ con đi học người ta còn biết như vậy, đúng không ạ? Thế thì không lý do gì những thành phần này không biết. Biết. Thế nhưng mà gì? Một là nhận thức còn hạn chế. Thứ hai nữa là bao nhiêu năm rồi sống ở nơi xứ người nhưng mà không học được bất kỳ một cái gì cả. Đầu óc vẫn chỉ tồn tại ở những năm 1975 thôi. Xã hội bây giờ là năm 2022 rồi, không phải năm 1975 nữa.
nếu như mà chịu khó thì ở bên Mỹ thì không biết có cái lớp bổ túc hay không, thế nhưng nếu có thì nên đi học. Khuyên các anh các chị nên đi học để tiếp thu được cái văn hóa nó tiến bộ hơn, đầu óc nó sáng sủa hơn, nhận định nó khách quan hơn, con người nó có nhiều cái tiến bộ hơn, nó hướng tới cái tốt đẹp hơn, không phải là các anh luôn hướng về quá khứ, đúng không ạ? Đó là vấn đề thứ nhất em chia sẻ. Vấn đề thứ hai nữa là theo như thông tin mới cập nhật nhất trên đài truyền hình, đó là Nga đã thông qua một đạo luật, đây là vấn đề truyền thông mà lúc nãy em đã nói, thông qua một đạo luật là sẽ xử lý hình sự tất cả những trường hợp đưa thông tin sai sự thật về cuộc chiến của Nga và Ukraine. Thì ngay lập tức các kênh như BBC, CNN hay là các kênh khác của các cái đất nước gọi là văn minh là tuyên bố lập tức là gì ạ? Là rút và ngừng đưa tin. Lý do tại sao? Bởi vì các anh đưa tin giả thì các anh mới sợ chứ, đúng không ạ? Các anh đưa Đúng tin giả các anh mới sợ người ta khởi tố, người ta anh phạt. Chứ còn các anh làm thông tấn báo thằng Nhật chí quốc mình. tế, các anh làm cái công tác truyền thông mà các anh làm đúng, các anh truyền tải những thông tin khách quan đến với người đọc, người xem, thì tại sao các anh lại phải sợ? Tại sao các anh lại phải sợ? Bởi vì sao? Bởi vì qua cái giai đoạn vừa rồi cũng khoảng 9-10 ngày hôm nay, đúng không ạ? Cuộc chiến diễn ra thì chúng ta đã chứng kiến quá nhiều người chết sống dậy rồi. Đấy, quá nhiều người chết sống dậy, thậm chí có những cái clip mà các anh đang quay làm phóng sự rồi lấy cả những cái túi đựng xác hoặc các cái đựng xác ra, nhưng mà người ta vẫn cử động được. Người ta vẫn điều chỉnh được cái khăn trùm của cái xác chết đó. Cái xác chết nó tự động đậy, nó tự hoạt động được. Thế là đó là gì? Đó là cái dơ bẩn của truyền thông các anh. Mà cái dơ bẩn này đã được ngay chính Tổng thống Donald Trump khẳng định. Bởi vì ông ta còn cấm cửa, thậm chí là ông ta còn chửi luôn cả nhà báo, đúng không ạ? Chúng ta tìm lại chúng ta thấy thôi. Ừ, Chửi đúng luôn cả nhà báo là cái cô phóng viên là cái đồ ngu như con lợn. Đấy. Chúng ta thấy được đấy là cái văn minh đấy. Tại sao những cái đấy các anh không lên án đi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Các anh không dám lên án bởi vì nó là cha và là ông nội của các anh để sản sinh ra các anh ngày hôm nay, nên là các anh thích là các anh nói bất chấp đúng sai, đúng không ạ? Đó là cái nguy hiểm mà truyền thông phương Tây đưa ra mà chúng ta có thể thấy được qua cái cuộc chiến này. Thế là chúng ta nhìn lại trước đây, cái thời gian 2003 thì các cái trang mạng xã hội nó chưa được phổ biến như hiện nay, cái việc cập nhật thông tin nó còn hạn chế, dẫn đến là gì? Dẫn đến có cái việc là gì? Cái việc chúng ta không biết đâu là đúng đâu là sai, chỉ nghe thông tin một chiều, thì mới có cuộc chiến Iraq mà sau khi đánh người ta chán chê mê mỏi xong thì các ông lại nhận đó là tin tình báo sai lệch. Thế bây giờ cái thằng nào chịu cái tin tình báo sai lệch này? Chả thằng nào chịu cả, bởi vì các anh là người người quy định luật chơi nên các dàn anh quyết định được tất cả. xếp. Đó, đó là cái mà chúng ta có thể thấy được là cái tốt đẹp của các anh ấy ở trời Tây các anh học được. Thế nên là em thấy những cái thành phần như Trung Quốc Huy các thứ nó lên nó nói là bình thường thôi, bởi vì nó được gen di truyền của đời cha đời ông nội nó để lại mà. Thế nên cứ lên nó nói vậy thôi, nó bất chấp tất cả. Đấy là chúng ta có thể thấy để mà nhận diện. Thế nhưng bên cạnh đó thì em cũng rất là buồn. Buồn bởi vì cũng có các cô, các chú, các bác thì cũng có lớn tuổi rồi, thì cũng có cập nhật thông tin và trước đây cũng có những tiếng nói rất là tốt đẹp về quê hương. Tuy nhiên qua cuộc chiến này thì lại cho rằng là Việt Nam bỏ phiếu như thế là thế này thế kia. Cái việc các cô nhận thức đó là việc của các cô, các chú. À, cái việc đó là việc của các cô, chú nhận thức như nào thì không ai cấm được. Đó là quan điểm của cá nhân. Thế nhưng cá nhân các cô, các chú không quyết định được bất kỳ một vấn đề gì ở nước Mỹ, chứ đừng có nói gì đến cuộc chiến tự ở Nga và Ukraine. Thế các cô, các chú có nói nó không giải quyết vấn đề gì cả. Mình phải nên nhớ vấn đề như thế. Chẳng qua mình nên mình nhận định xem là thế nào. Đối với quan điểm của mình thì mình nhận định như thế nó có hợp lý hay không, hay là không hợp lý, thì nên lắng nghe anh chị em người ta đóng góp. Nó không phải là thành phần như kiểu Nguyễn Văn Đài, đúng không ạ? Không thành phần Nguyễn Văn Đài hay là Trung Quốc Huy, những thành phần mà có thể nói là thất học, phản bội tổ quốc, phản bội quê hương, thì mình nghe làm sao cho nó phù hợp.
tiếp thu thông tin cho nó có cái chiều sâu và có cái sự đối chiếu, chứ đừng vội mà kết luận bất kỳ cứ một thông tin gì khi chúng ta cứ đọc vào một phát là chúng ta khẳng định đúng không ạ, là nó hoàn toàn sai sai. Cái vấn đề thứ ba em chia sẻ đó là vấn đề mà chúng ta có thể thấy rất là bẩn bựa của văn minh. Tại sao em nói thế? Như nó có nguyên nhân như thế này. Dĩ nhiên là khi mà anh em chúng ta đều có quan điểm trái chiều, ví dụ như thế, nó là chuyện bình thường. Chứ còn đối với lãnh đạo quốc gia thì cái vấn đề trái chiều nó đặc biệt nguy hiểm. Đó, cụ thể như Nga và Ukraine ngày hôm nay. Thế nhưng mà công khai nhá, ở đây là công khai. Một là Mỹ lên kế hoạch cho thực hiện cái thành lập cái chính phủ lưu vong và chiến tranh du kích ở Ukraine. Và khi mà đồng ý thành lập chính phủ lưu vong của Zelensky, ông Zelensky này này là ở Ba Lan, thành lập chính phủ Ba Lan và sẽ tài trợ về vũ khí, về đạn dược, về lính đánh thuê vân vân cả, thì để tổ chức một cái chính phủ lưu vong và sẽ tiến hành tập kích vào cái chính phủ mới được thành lập sau khi mà Nga, nếu mà Nga đấy, giả sử Nga mà chiến thắng trong cuộc chiến thôi, chứ còn chiến thắng thì không ai chiến thắng trong cuộc chiến này cả, bởi vì có bên này mất cái này thì sẽ được cái kia, nhưng mà chung quy là hai bên đều mất đấy. Thế nhưng mà về mặt cuộc chiến thì sẽ thành lập một chính phủ lưu vong và tổ chức các lực lượng du kích phản kích lại. Thế thì nó thấy một cái là như thế này, bởi vì sao? Bởi vì các cái nghị sĩ bảo thủ của Hạ viện Mỹ thì đã gặp ông Robert O'Brien, có nghĩa là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, thì để hỏi ý kiến và đã thông qua cái vấn đề thảo luận để thực hiện cái chương trình này. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái vấn đề này nó rất là tai hại đối với người dân Ukraine. Tại sao lại như thế? Ngoài cái vấn đề mà cung cấp vũ khí như chúng ta đã nói trước đây thì cái vấn đề này rất là tai hại. Bởi vì sau khi mà Nga sẽ chắc chắn là sau khi mà thực hiện xong mục đích thì Nga sẽ rút quân thôi. Bởi vì chúng ta, tại sao lúc đầu em có nói rồi, khi mà lực lượng Nga người ta chiếm được các thành phố, người ta không hề hạ cờ Ukraine xuống. Và chắc chắn là sau khi xong thì người ta sẽ tổ chức như thế nào đó thì em cũng chưa rõ. Có thể là một tổ chức tổng tuyển cử lại hoặc là như thế nào đó thì mình cũng không biết được. Thế nhưng mà tổ chức như thế này thì cuối cùng là chính người Ukraine sẽ là cái bia để cho người Ukraine và các cái tổ chức gọi là đánh thuê người ta tiêu diệt, và cái thiệt hại cuối cùng vẫn là người Ukraine, Đúng rồi. Thế nên là cái việc nhận thức như thế nào của ông Zelensky trong vấn đề này thì em không dám khẳng định, bởi vì ông ta là một tổng thống và ông ta có đầy đủ các bộ máy tinh hoa của đất nước Ukraine, người ta tham vấn, người ta cố vấn cho ông ta. Thế nhưng mà theo em nghĩ là một cái trò chơi, có thể nói là mình thấy là thực sự đến bây giờ em cũng dám khẳng định luôn đối với cá nhân em, đó là Ukraine chỉ là một cái trận địa được bày ra mà để thử thử cái độ mà chiến đấu của quân đội Nga và Mỹ NATO, chứ còn Ukraine không có tác dụng gì trong cái cuộc chiến này. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng, chiến trường cuối cùng và sinh mạng cuối cùng sẽ là do người Ukraine phải gánh chịu. Có thể nói là giống như người ta trước đây, người ta đã sử dụng chính sách dùng người Việt trị người Việt, chúng ta nhớ cái đó. Thế nên là người Ukraine rất là tai hại và tụi em có thể nói rất là bẩn bựa đấy, người ta không hề quan trọng đến cái vấn đề mà người dân Ukraine. Và cái nội dung cái bẩn bựa thứ hai đó là gì, chúng ta nhớ là qua hai cuộc đàm phán thì hai bên đã đồng ý nhất trí cho vấn đề tạo hành lang nhân đạo để cho người dân rút lui. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay theo em cập nhật được thì đó là gì? Đó là cái người dân ở các thành phố khi bị bao vây đấy thì Nga đồng ý tổ chức cho các hành lang nhân đạo, nhưng mà quân đội Ukraine thì người ta ngăn cản, người ta không cho người dân ra khỏi khu vực đó. Và đã có một vài người dân, người ta chạy ra, người ta có quay clip đó, người ta chạy ra được, người ta tố cáo cái việc quân đội Ukraine là ngăn cản không cho người dân ra khỏi thành phố. Và chúng ta có thể hiểu cái mục đích tạo hành lang nhân đạo là như thế nào rồi. Đó là đảm bảo tuyệt đối về tính mạng cho người dân. Người dân có thể mang tài sản các thứ di tản. Thế nhưng mà việc này
là cái việc mà Ukraine người ta đã sử dụng người dân để làm lá chắn. Tại sao Nga đến ngày hôm nay vẫn chần chừ, Vì nó đúng lại không ạ? Đó là có thể nói là vì người dân Ukraine người ta vẫn chần chừ. Thế nhưng mà sau khi có thể là em nghĩ là Nga người ta sẽ ra tối hậu thư, nếu như mà cái việc này mà không được giải quyết thì chắc chắn trước sau gì người ta cũng đánh. Bởi vì sao? Bởi vì là Tổng thống Nga đã đồng ý cho lực lượng Chechnya tham gia vào vấn đề này. Với 12.000 quân tinh nhuệ của Chechnya tham gia nhiều chiến trường từ Iraq cho tới Syria. Đó, rồi Georgia thì chắc chắn là cái việc đổ máu nó sẽ càng nhiều. Và rất hy vọng là nó sẽ một cuộc chiến sẽ kết thúc sớm trên bàn đàm phán để cho người dân Ukraine đỡ phải gánh chịu những cái hậu quả nặng nề do cái chính phủ Ukraine và lực lượng quân đội Ukraine đưa người dân ra để làm lá chắn. Em thấy rất là bẩn bựa trong cái vấn đề này. Đấy, cái vấn đề thứ ba nữa, cái vấn đề tiếp nữa là trong nội dung này đó là gì? Đó là ngay kể cả ông thượng nghị sĩ Graham, đúng không ạ, đại diện cho bang South California đấy, là đã công khai kêu gọi ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là công khai nhé, mọi người nên nhớ nhé. Đây là một thượng nghị sĩ Graham của Mỹ đấy, California, Bắc California đúng không ạ? Sao là Bắc đúng không? North là sao? Đúng Sao là Nam chứ đúng không? North là Bắc gì đó. xe là Nam, nó là Đó Bắc. là công khai, đó là công khai trên 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 kênh truyền thông Fox News nhé, ngày 3 tháng 3 là công khai kêu gọi là nên ám sát Tổng thống Nga Putin để kết thúc cuộc chiến. Là chúng ta thấy nó bẩn không? Chúng ta thấy nó quá bẩn đúng không? Thì đó. Người ta giải quyết một trên bàn đàm phán, hai là ra chiến trường những người đàn ông với nhau, mà ở Mỹ là có truyền thống cao bồi đấu súng, nhưng mà người Mỹ bây giờ cũng có khi bị ảnh hưởng của mấy anh đu càng nên là nó cũng mất đi cái bản chất đàn ông ở Oai người hùng Mỹ rồi. rồi, thế nên phải chơi Đúng cái trò rồi. này, nó mất đi rồi. Thế nên là Nghe kêu xíu gọi Cali mà nó em hiểu thấy cái rồi. này có thể, thì chúng ta có thể thấy được cái bẩn bựa nó như thế nào. Có nghĩa là muốn đạt được mục đích người ta bất chấp dù bất kể bằng cách nào. Đó là chị em thấy cái đó là cái thứ hai mà em muốn chia sẻ. Cái thứ ba nữa Chào cảm. là em muốn chia sẻ ngắn gọn thêm một chút nữa, đó là cái ý cuối cùng của em. Thì như anh em chúng ta đều biết, thì khi mà xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine xảy ra thì cái thị trường trên toàn cầu không riêng gì Việt Nam thì đều tăng giá tất cả các mặt hàng đấy, từ nhu yếu phẩm, các cái loại vật dụng khác, chung quy là chúng ta thấy tất cả đều tăng, sắt thép tăng đúng không ạ, rồi là Đúng rồi. xăng dầu tăng, vân vân cả. Và ngày hôm nay thì Nga cũng đã chính thức khóa cái đường ống dẫn ga, Khi đâu? khóa cái đường ống khí đốt từ Nga, đường ống mà tên là Yamal rồi đấy, là khóa vĩnh viễn, đình chỉ vô thời hạn. Có nghĩa người ta đình chỉ vô thời hạn. Và cái đường ống này thì nó cung cấp cho khoảng 40% khí đốt của châu Âu qua đường ống này. Đấy, thì chắc chắn là có thể trong tương lai, một vài ngày tới, thì cái thị trường của chúng ta nó sẽ tiếp tục tăng. Và cái tiếp tục tăng này ấy, thì các anh bên kia thế giới phải nên nhớ là tăng toàn thế giới, không tăng riêng ai cả. Thậm chí bây giờ người ta tính ra được là một số bang của Mỹ là giá xăng là còn cao hơn ở Việt Nam rồi. Việt Nam mới có hai mấy thôi, nhưng bên Anh lên ba mấy rồi, 32 hay 31, 32 rồi, gần 33 rồi, còn cao hơn của Việt Nam. Mà chúng ta nhìn lại về cái tài nguyên không nói đúng không ạ, cái mà chúng ta nói đến hệ thống máy móc để mà thực hiện cái việc này thì ở Mỹ hơn chúng ta gấp bao nhiêu lần, từ khai thác cho đến là chiết xuất vân vân cả. Mà tại sao vẫn tăng như thế, mà sao không có anh nào lên, các anh lên các anh
phê phán chính phủ Mỹ thế này thế kia đúng không ạ, hay là phê phán này phê phán nọ. Cái việc trừng phạt của Tây Âu và Mỹ đối với Nga thì dĩ nhiên Nga người ta sẽ trừng phạt lại, đó là cái vấn đề hết sức bình thường đấy. Thế nên là cái việc mà tăng giá là chúng ta có thể hiểu một cách nó là bình thường, nó là khách quan và tất cả các nước đều tăng, không riêng gì Việt Nam. Ngay kể cả các anh ở bên đó, các anh cũng đang kêu trời lên đúng không ạ, chứ không riêng gì ở Việt Nam chúng ta. Nên là cũng mong là người dân chúng ta ấy, cũng phải phải có những cái suy nghĩ nó đúng đắn về vấn đề này, bởi vì ảnh hưởng cuộc chiến nó không phải là chỉ ảnh hưởng đến một nước mà nó ảnh hưởng nhiều phía, nhiều nước. Thế nên là chúng ta chỉ ảnh hưởng ít nhiều thì nó cũng không có gì là phải bàn cãi. Thế nhưng mà cũng có một số thành phần người ta lên người ta nói xiên nói sọ này thế kia thì dĩ nhiên chúng ta cũng không có đề cập đến những thành phần đó, bởi vì những thành phần đó thì chúng ta đều biết rồi, đều có những cái bài để lên án để vạch mặt rồi. Quan trọng là người dân chúng ta thấu hiểu và nhận thức về vấn đề này như thế nào nó mới là quan trọng, nó mới là khách quan. Chứ còn những thành phần mà nó chống phá thì đối với nó tăng nó cũng chống phá mà giảm nó cũng chống phá, nói rõ là như thế. Các những thành phần nó kiểu gì nó cũng kiểu nói gì được tăng nó cũng chống mà kiểu gì nó cũng chống. Đấy là mọi người phải lưu ý là như vậy. Cũng giống như đúng không ạ, bây giờ tổng thống Ukraine ông ấy chính thức ông ấy chửi Mỹ và NATO là cái loại hèn nhát, bởi vì kêu gọi Liên Hợp Quốc ra nghị quyết cấm bay đối với Ukraine. Có nghĩa là chúng ta hiểu là cấm bay cũng giống như trước đây đối với các nước khác cũng vậy. Có nghĩa là khi mà tất cả các phương tiện bay trên bầu trời Ukraine thì sẽ do Mỹ và NATO người ta sẽ cử lực lượng, người ta quan sát bất cứ cái vật thể bay nào là người ta bắn hạ hết. Thế nhưng mà cái việc mà cấm bay đối với Ukraine thì nó chả khác gì là cái vấn đề là Nga, Mỹ và NATO đấm nhau cả. Chúng ta hiểu thế. Thế nên người ta không ra nghị quyết là đúng thôi. Đấy, phải chấp nhận cái điều kiện đó. Khi anh làm lãnh đạo một đất nước mà anh không có cái chính sách ngoại giao đúng đắn, không có cái khẳng định được cái ý chí tự lực tự cường của dân tộc, thì cái vấn đề mà dựa dẫm vào các nước khác, dựa dẫm vào cái lời bảo đảm mà các nước khác, thì đến ngày hôm nay nó cũng là kết quả tất yếu thôi. Bởi vì lời nói là gió bay ấy, chứ không có gì để đảm bảo cả. Cũng giống như cái việc mà trước đây Mỹ và NATO đã hứa với Liên Xô cũ là rút quân để Đông Đức và Tây Đức hợp nhất. Thế nhưng mà sau này người ta trả lời rất rõ ràng là người ta chỉ hứa với Liên Xô và Liên Xô không còn, thì lời hứa nó không có tác dụng. Đấy là chúng ta có thể hiểu là cái bài ngược của người ta là trước đây đến giờ là nó vẫn là như thế, nó không có gì là quá đáng. Thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và tất cả cô chú bác anh chị trên diễn đàn đã lắng nghe. Thì em lên nó hơi lâu rồi, thì em cũng xin phép là em xuống để mời các anh chị em khác có ý kiến thì tiếp tục lên chia sẻ. Ok, em cảm ơn Trung rất là nhiều, đã tham gia và chia sẻ rất là sâu vấn đề.